chào mọi người nhá. Hiện tại em đang đứng trên cái lô 1100m ở xóm Vố Kiếp Bội mọi người. Thì hiện tại thì chỗ này là có 200m thổ cư nhá. Và đây cái mặt tiền là mình như mọi người xem đây. Là mình sẽ có 38m mặt tiền nó kéo dài như thế này. Mấy bạn quay sang cả bên kia. Tức là cái mặt mình này mình sẽ kéo dài 38m nhá. Mặt này 38m mặt tiền chiều sâu của mình vào khoảng 30m này mọi người. Và bên cạnh cái lô này mình sẽ gặp một con suối ở đây. Đây mọi người xem nhé. Thì hiện tại đây là mùa cạn nên là mình nước nó không được nhiều lắm. Suối chảy trên đầu nguồn xuống nha mọi người. Thì chỗ này là cách thị trấn Bo của mình ấy là gần 3 cây số. Và cái đường hiện tại của mình ấy như mọi người xem bên kia là hiện tại là đường bê tông nhé. Rộng có 4m mọi người nhé. Ô tô vào thoải mái luôn ạ. Vì hiện tại đây thì toàn bộ thế này là bọn mình đã săn lốc hết rồi. Thì mình sẽ có cái view nó cao hơn mặt đất này, tức là cái nhà mình xây trên này nó sẽ là thành cái view rất là thoáng, còn ăn hết toàn bộ cái khu là cái view cánh đồng đồi núi. Mọi người xem nhé, bên kia là cái đường là khu đường 2C đó mọi người, trước mặt mình đấy. Và đằng sau cái khu đất này của mình trên này đây, mời bạn video quay đây là cái dự án 5 ha nhé mọi người, họ đang cải tạo và họ đang xây lắp trên này. Tức là sau này cái dự án mình xây xong trên này thì đất của mình sẽ là cái cửa ngõ của họ đi lên đất 5 ha trên này. Và thì mọi thông tin liên hệ thì ở chỗ văn phòng ABT Land ở Sang Lạng nhé mọi người. Cảm ơn mọi người.